Mới đây, Isaac thu hút sự chú ý xuất hiện trong sự kiện công chiếu phim điện ảnh Giao lộ 8675 có anh góp mặt diễn xuất. Tại thảm đỏ, Isaac ăn diện giản dị nhưng vẫn vô cùng nổi bật nhờ khuôn mặt điển trai và nụ cười tươi rói. Trong lần lộ diện này, Isaac bị thánh soi zoom cận chi tiết có liên quan đến một sao nữ VBiz, giữa lúc cả hai đang được đẩy thuyền rầm rộ. Cụ thể, nhiều người phát hiện Isaac mang chiếc nhẫn có thiết kế y hệt với món đồ trang sức mà ca sĩ Bích Phương đã khoe cách đây không lâu. Ngay lập tức, hội ông Mai bà mối online vào cuộc, cho rằng đây là hình liên quan đến chuyện hẹn hò của Isaac và Bích Phương. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây chỉ là trùng khớp bởi mẫu thiết kế này khá thông dụng trên thị trường. Thời gian qua, Isaac và Bích Phương là hai nhân tố nổi trội, duyên dáng khi cùng tham gia chương trình thực tế hành trình rực rỡ. Lúc thực hiện các thử thách, Bích Phương và Isaac thường xuyên có hành động chăm sóc, bảo vệ nhau khiến khán giả đồng loạt ghép đôi. Không chỉ thế, Isaac còn có mối quan hệ rất thân thiết với bố mẹ Bích Phương. Nam ca sĩ từng có cuộc gặp nhà gái tại Quảng Ninh khi quay show trên sóng. Bích Phương và Isaac dành cho nhau cách xưng hô đặc biệt, thể hiện sự thân mật là bác Phương bác Tài. Hiện tại Isaac và đàn gái vẫn tiếp tục được cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình vì thường xuyên tương tác và có nhiều cử chỉ ngọt ngào.